nhằm củng cố và mở rộng mạng lưới hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Thái Lan. Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế Bộ Thương mại Thái Lan, Thương vụ Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinesat tổ chức triển lãm thương hiệu hàng đầu Thái Lan 2018 tại Hà Nội, Top Thai Brands. Tại lễ khai mạc, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội, bà Wathani Viput Wangsakul cho biết, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan đã được hình thành và gắn bó lâu đời. Hai nước là đối tác kinh tế quan trọng của nhau, trao đổi thương mại giữa hai nước liên tục tăng trưởng qua từng năm. Năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt hơn 15 tỷ đô la Mỹ, với mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Hai bên đã triển khai nhiều hoạt động quan trọng, trong đó Top Thai Brands được tổ chức tại Hà Nội là chương trình kết nối hiệu quả cho doanh nghiệp hai nước. Đại diện Bộ Công Thương Việt Nam cũng đánh giá cao sự tham gia của trên 130 doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan với nhiều sản phẩm đa dạng và có chất lượng trong ngành thực phẩm đồ uống, hàng gia dụng, dệt may, thiết bị điện, mỹ phẩm, sản phẩm trang trí nội thất tham gia tại triển lãm lần này. Triển lãm không những thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện giữa cơ quan liên quan của Việt Nam và Thái Lan đối với các hoạt động xúc tiến thương mại, mà còn phản ánh tiềm năng thị trường Việt Nam trong ASEAN được các doanh nghiệp Thái Lan hướng đến.